Dạ, Toàn xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Dạ, Toàn rất vui khi gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99. Dạ, hôm nay Toàn có sữa cây mai. Dạ, Toàn mời quý cô chú anh chị và các bạn xem giải trí cho vui ha. Thì cây này khoảng 1 tháng mấy cho đến 2 tháng thì Toàn sữa một lần. Thì hồi cấp sớm á, thì Toàn bư cái phần giá thể này ra nè. Thì đây là rễ màng nha quý chú anh chị. Đó, rễ màng ở trong đây thì Toàn sẽ tuốt ra bỏ hết. Đó, để trong khi mà cái thời gian mà mình ướp cái giá thể để cho cái rễ này nó mau lớn nè, thì trong khi đó 1 tháng mấy cho đến 2 tháng thì rễ màng ra rất là nhiều. Đó, cho nên là Toàn sẽ cắt bỏ hết đó trong vòng ở đây luôn. Cây này thì Toàn khoảng 1 tháng mấy thì Toàn tưới tầm khoảng là 2 cử phân đó, Toàn tưới 2 cử phân thì cho nên là cái rễ màng nó ra hơi nhiều quá. Ví dụ mà mình tưới phân thì cây mai của mình nó tốt thì rễ nó vẫn phát triển mạnh và nó ra rễ màng rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Đó, thì cây này Toàn thấy cái mẫu giống như một cái cây ngoài hè, như lúc trước mà Toàn có review cho cô chú anh chị các bạn mình xem á. Cây này thì lâu lâu Toàn cun tàn vô một lần để cho cây mai của mình nó mau lớn á. Đó, cây này thì lúc trước Toàn cũng có xử lý rễ nè, cho nó ra nhiều nè. Cây này cũng 1 2, để Toàn lấy cái gì Toàn để làm giống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nó tầm khoảng 18, 19 cọng rễ mấy chú anh chị. Thí dụ mà hôm nay Toàn quay tầm khoảng 5-6 cây đó, thì có anh chị và các bạn nào có đến vườn á, thì mình chọn được cây nào thì mình giao lưu cây nấy ha. Số điện thoại của Toàn là 0986165422. Dạ, rất mong cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho Toàn ạ. Đây là cái rễ màng nè, rễ màng lúc nãy Toàn cắt nè. Đó, thì lâu lâu tầm khoảng 40 ngày đó, 40 ngày thì Toàn sẽ sửa một lần, rồi xong thì Toàn sẽ để thí như vậy tầm khoảng là 1 tuần cho đến 2 tuần, rồi xong Toàn mới lắp giá thể lại. À, để cho cái những cái cọng rễ màng này nè là mình không cho nó ra nữa ha, là chủ yếu là những cái rễ ở phía ngoài này để cho nó nuôi cây thôi. Còn nếu như mình lắp lại nó nhiều giá thể quá thì mình tưới cái lượng nước á, thì nó rễ này nè, những cái rễ mà cái chỗ mà mình cái vàng vàng này nè, đó mấy cái chỗ vàng vàng nước này nè, ví dụ mà nó hấp thụ với nước và cái hơi nước ở trong cái gốc mai của mình nó bốc lên thì nó giữ cái độ ẩm cho cái giá thể mình rất là tốt, cho nên là cái rễ màng nó phát triển rất là mạnh cô chú anh chị. Cây này lúc trước Toàn cũng có trẻ nữa đó, thì cây này sau khoảng thời gian 1 năm cho đến 2 năm thì ngay cái phần này nó đặt hết nè, nó đặt ra tầm khoảng là từ 1 gang cho đến gang rưỡi, rồi ra phía ngoài này thì nó sẽ thưa lại đó. Thì cây này lúc trước là Toàn trồng có một cái mô này ha, đó một cái V dưới 2 tấc nè, Toàn trồng từ cái mí gốc này nè ra tới phía ngoài này là tầm khoảng là 1 gang ha, nó tầm khoảng là 1 tấc cho đến 1 tấc mấy. Rồi sau khoảng 3-4 tháng á, Toàn sẽ cho vô thêm một cái V này nữa, cái V này để nó giữ cái độ ẩm cho cái cây mai của mình đó. Ở đây thì hôm nay Toàn cũng cắt khá là nhiều luôn, thì nó ra những cái chỗ mà nó nứt vàng vàng này nè đó, cái chỗ vàng vàng này nó dễ gà gãy lắm, như ở trong mấy cái chỗ mà nó đây nè đó, Toàn thấy chỗ nào cũng cũng ra cái màng được hết. Thì cây này Toàn chưa có cuôn cái tàn vô, với lại cỡ này nắng á, cho nên Toàn đợi cái tàn này bung ra để nó giữ cái độ mát cho cái gốc mai ha. Còn sau gần trời mưa á, Toàn thí dụ mà gần trời mưa Toàn để cho những cái tược này nó già lại á, xong Toàn mới cắt thúc vô, mình thúc vô cho nó tròn lại
Thì quý cô chú anh chị các bạn, mình muốn cây mai của mình nó đẹp á, thì tầm khoảng từ 1 tháng rưỡi cho đến 2 tháng thì mình sẽ khui giá thể ra, mình sửa một lần. Chứ mình để từ 3 tháng cho đến 4 tháng á, là những cái cọng rễ màng mà nó lên phía trên mặt này nè, sau này nó bự lên là nó không có đồng đều với những cái rễ dưới, quý cô chú anh chị đó. Còn thấy đặc biệt nhất là cái củ đế á, củ đế rễ đều ngang dài. Thì đây là cái rễ phụ thôi, chủ yếu là cái rễ này và cái rễ bên đây cho nó đều ngang dài là được. Còn cái rễ dưới này là sau khoảng thời gian á, hai cái rễ này nó liếp liếp lại cái rễ chính giữa đó, chủ yếu là cái rễ này với rễ này thôi. Cây này toàn lấy tháo thân tầm khoảng lần tắc gử đó. Đây. Thì hồi nãy toàn coi cây này tầm khoảng 18 19 cọng rễ ha. Thì cái hoành neo là để toàn lấy dây thước toàn đo coi được bao nhiêu ha. À rồi, để toàn đo coi được bao nhiêu cm nha. Cây này nó chứ mình toàn trồng cũng không có tới năm nữa. Có nhiều anh chị hỏi như là mỗi tháng toàn cứ cứ tứ một cử phân một lần. Đó. Cái cây này khoảng 8 cm. Thì cây này lúc khoảng mấy tháng trước toàn cũng có review một lần nè. Thì sau khoảng thời gian 2 tháng rồi, tính giờ cũng là đúng rồi, tháng mấy cho đến 2 tháng thì toàn bư ra, thì những cái rễ màng nó lên trên mặt rất là nhiều luôn. Đó. Thì trong khi đó những cái lượng kích rễ, thuốc kích rễ mà toàn sử dụng cho những cây khác á, còn dư cái toàn tứ vô đây luôn. Đó, cho nên là bây giờ toàn khui ra là hồi cấp sớm là toàn bứt rễ màng rễ nhỏ nhỏ rất là nhiều luôn. Vòng vòng ở phía này hết nè. Đó, cọng này thì hồi nãy thì nó lên ở trong này luôn. Nó lên ở trong này cho nên là toàn sẽ cắt cái cọng này bỏ. Trong thôi mình để thời gian là nó sẽ bò trên mặt những cái rễ bự nè. Đó là toàn lấy những cái rễ này là rễ chính thôi. Đó. Cây này thì 8 cm chú anh chị, để toàn đo cái thóc thân của nó ha. À, thóc thân là tầm khoảng là 20 19 nè. Tầm khoảng 19 chú anh chị. Thóc thân là 19 ha. Để có clip thì toàn báo giá, có clip thì toàn cũng không có báo giá nữa. Thì thí dụ mà mình không có báo giá, mình để cho anh chị nào mua đi bán lại thì dễ ra hơn. Còn những cái clip mà mình báo giá thì những anh em mà cái giá nó hơi cao quá thì anh chị em mình ngại thì không dám mua. Đó. Mà trong cũng là nhiều anh chị hỏi sao toàn có quay mà những cái clip mà toàn không có báo giá, nhưng mà cái đó là do chủ vườn á. Chủ vườn người ta cho giá rồi mình mới báo giá lên, còn thí dụ mà chủ vườn không cho giá thì làm sao mà toàn có thể là cho giá lên được. Đó, thí dụ mà người ta cho giá mình mới nêu lên và mình mới báo giá được. Cây này hồi nãy toàn đo cũng 8 cm nha anh chị. Cây này toàn xin phép cho lưu tại vườn ha. Đó. À, tiếp tục sau đây toàn cũng quay thêm vài cây nữa cho cô chú anh chị các bạn mình xem. Như là cây này cây mã số 1 đi, tiếp tục toàn qua cây mã số 2 luôn. Cây này chiều cao khoảng 9 tấc ha, tấc ngang tầm khoảng 1 mét. À, tiếp tục là cây mã số 2 luôn, cây mã số 2 chiều cao khoảng 9 tấc ha, tấc ngang tầm khoảng 7 tấc. Cây này chi cành thì cũng gao gao quý anh chị, nó hơi thưa tí xíu ha. Đó. Cây này thì cái tầng đo được bao nhiêu cm ha. Cây này cũng 8 cm luôn cô chú anh chị. Đây, 8 cm ha. Rồi để tầng đo thoát thân rồi được nhiều. Rồi thoát thân khoảng tấc 2 đi. Đó. Cây này là cây mã số 2. Cái này như lần xin phép cho lưu tại vườn ha. Thì ở đây trước đây thì chỉ có một rễ thôi, bây giờ toàn xử lý là được 1 2 3 4 5 6 ở một rễ thì toàn có thể làm được 6 rễ ha. Thời gian sau thì bên đây thì nó đặt lại, còn bên đây là toàn thấy cái nó đều. Đó. Cây này cũng được mười mấy cọng rễ á.
Cái này toàn xin phép giao lưu giá qua số điện thoại ha. Rất mong cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho toàn. Tiếp theo mình qua cây má số 3 luôn. Ở đây cây má số 3 đây cô chú anh chị. Chiều cao là khoảng 7 tấc ha. Chia cành dày đặc luôn. Cái mặt ho đây. Cái này hai nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ở dưới này nó còn cánh nữa nè. Còn cánh nằm phía dưới nè. Bông này bông gió thì cái cánh nó không được đẹp tí xíu ha. Cây này bữa hổm thì nó thừng bông thì bông nó rất là nhiều cánh luôn. Bông này tàn rồi. Còn cun thì nó mới ra nè. Đó, mới ra tược đó. Rồi để toàn đo thông số cây này có được nhiều ha. Không thấy nè. Cây này thì nó đặt quẹo cái đế à. À, cây này khoảng 10 cm chú anh chị. Đó. 10 cm ha. Để toàn đo cái tóc thân. Thoát thân tầm khoảng 16 cm. Đó. Rễ đều ngang dài hết luôn nè. Cây này là cây mã số 3 nha chú anh chị. Đó. Toàn cũng xin phép giao lưu giá qua số điện thoại luôn. Cái này Toàn cũng giao lưu tại vườn ha. Đó, thí dụ mà ở xa có giao lưu với Toàn á thì đến nhà của Toàn thì Toàn sẽ bớt tiền xăng và tiền cà phê luôn. Tiếp tục mình qua cây mã số 4 kế bên luôn nè. Cây mã số 4 là cây này cái tàn nó dày đặc luôn. Và chiều cao là khoảng 6 tấc. Từ cái mí này trở lên Toàn không tính nha. Này cái đọt rồi. Tán ngang khoảng 1 mét á. Cái này tàn dày đặc nè. Cái này 11 cm. Thoát thân khoảng 14 cm nha anh chị. Tại cành phía trong đây. Đó. Cây này cây mã số 4 ha. Tiếp theo mình qua cây mã số 5 luôn. Cây mã số 5 thì được rồi, nhưng cũng có nhiều anh chị hỏi á là dạ chắc còn không có bán qua ship. Ví dụ gần gần ở khu vực Cần Thơ thì toàn giao tới chỗ. Thì nói chung là Cần Thơ nè, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Kiên Giang. Ví dụ gần gần á, toàn chạy xe toàn giao luôn ha. Cái này thì nói chung là cây này chiều cao khoảng 9 tấc ha. Đó, tăng ngang tầm khoảng 7 8 tấc nữa. Cây này có mặt hoa luôn. Hoa 6 cánh ha. Rồi để toàn đo thông số rồi. Dạ, quỳnh neo là 9 cm luôn. Đó. 9 cm quỳnh neo của chú anh chị. Đó. Thoát thân tầm khoảng chắc có 7-8 cm nữa nhỉ. Thoát thân thì nó tầm khoảng là 9 cm. Nó tài canh lịch, rễ đều ngang da hết luôn. Cây này cây mã số 5 nha quý chú anh chị. Đây, cái tược này là mình để mình nuôi luôn. Thấy đường ngang dài. Cây này được rồi à. Toàn đăng lên Facebook á. Facebook cũng có nhiều anh chị hỏi nhưng mà không được giá cho nên là bây giờ Toàn sẽ review lại.
thấy là 1, 2, 3, 4. Bây giờ hiện tại rễ nó tròn rồi. Trước ở đây có một rễ một của chú anh chị. Rễ một giờ toàn làm được 4 rễ nè. Nó còn kéo rễ này qua. Đó. Cây này cây mã số 5 nha quý chú anh chị. À, tiếp tục mình qua cây mã số 6 luôn. Đó. Cây mã số 6 cái này chiều cao khoảng 9 tấc, tăng ngang tầm khoảng mét mấy á. Mình vừa ra lá non nè. Cây này được rồi, mặt ho cũng 10 cánh á. 10 cánh, mười mấy cánh mà ho nó cái cánh giống như là cái cánh không phải như cánh bầu ha, nó cũng hơi dài dài tí xíu. Đó, cây này đây, cây này. Cây này chưa có duyên, được rồi cũng có nhiều anh chị hỏi mà chưa có duyên. Dù mình đo cái củ dưới này tầm khoảng mười mấy á, còn mình đo cái quành chuẩn ở phía trên chắc khoảng 10, mười mấy á. Để thông thúc đây. À, cái cổ của nó là này 11 cm như anh chị. 11 cm và neo cái củ ở dưới nó tầm khoảng 10 cho đến mười mấy nha. Đây, củ nó tầm khoảng là 10 17 đi. Còn ở ngoài phía ngoài này tầm khoảng gần cả mét quá. Nó 55, cỡ khoảng năm mấy anh kéo hết tầm khoảng hơn năm mấy á. Đặc biệt chân này nó có cái củ nè, đều ngang dài hết luôn. Cái này thoát thân là khoảng 18 cm này. Cái này để toàn coi là cây mã số mấy ha. 1 2 3 4 5. Cây này cây mã số 5 phải. Rồi, cây mã số 6 chứ. Đúng rồi, cây này cây mã số 6 mà. Đó. Đấy lực lắm chú chị. Đó. Ở ngoài mình nhìn thấy nó lực cũng bự lắm. Rễ đều. Chỉ cành phía trong đây. Đó. À, cây mã số 6 này Toàn xin phép giao lưu giá và số điện thoại luôn ha. Đến vườn của Toàn thì Toàn bớt tiền xăng và tiền cà phê chắc. Nhà Toàn xin đọc ở số điện thoại ha. 0986165422. Nhà đó cũng là số Zalo của Toàn luôn. Toàn sẽ để trên màn hình cho cô chú anh chị các bạn mình cùng xem ha. Dạ rồi, sau đây Toàn tiếp tục review những cái cây mà Toàn trồng rễ màng á cho cô chú anh chị các bạn mình cùng xem ha. Đây, chiếc này thì Toàn trồng được cái đế quái nè. Cái cây này được rồi, Toàn dẹt lên nè. Đó, Toàn trồng trong manh của Toàn thì Toàn dẹt lên những cái cây mà nó không được đẹp thì Toàn trồng cái kiểu đế quái luôn. Sau này Toàn sẽ hạ cái cây này xuống đây. Đó, để cho nó rễ nó ăn vô đi, xong rồi Toàn hạ xuống ha. Đó, thì mình trồng gì thì nó không có hao giá thể của chú anh chị. Cái miếng V này là chiều dài khoảng 2 mét ha. Toàn bông lại tầm khoảng từ đây qua đây tầm khoảng như là 3 tấc. Để Toàn đo thử coi. Đây. Này khoảng 3 tấc. 3 tấc, 3 tấc ngoài à. 36 cm. Bông này chiều cao lên khoảng 2 tấc ha. Còn đây còn đãi mới đất nè. Xong cái Toàn cho mới sơ dừa vô đây. Sơ dừa thì tao khoảng 7 sơ dừa 3 phần chấu hoặc là 8 sơ dừa 2 phần chấu cũng được. Nó xong trên đây Toàn sẽ đẩy lắp sình ha. Xong thì Toàn sẽ lắp giá thể lại. Đó, lắp xong Toàn tưới nước luôn. Giờ này mưa rồi. Rồi để Toàn tắt điện thoại tí xíu Toàn sẽ làm tiếp tục ha. Sau đây Toàn sẽ vô giá thể nha mấy chú anh chị. Đó. Trước thì Toàn trồng là toàn bộ đế nơm ha. Giờ Toàn trồng lại mới quái ha. Nhưng mà thời gian sau mấy rễ màng này nó cũng dày đặc hết à. Nó Toàn vô giá thể 15 gram chứ không lớn. Vô xong cái bình nhắn xuống. Nhắn xuống cho nó đều ở chỗ này nè. Xong cái Toàn sẽ tủ gom vô. Sau
thu gom cái xong khoảng 10 như là hai mấy ngày, cái mình coi coi có rễ màng nó ra cái phần mà mình tưới nước lâu ngày cái rễ nó ra phía trên này dài lên nè, à, chỗ nào có độ ẩm là chỗ đó nó ra rễ đó. À, tiếp tục mình trồng bên đây, cây này cũng rễ màng luôn. Trước thì thao giá thể này toàn trồng chỉ có một cây thôi, còn bây giờ toàn trồng được ba cây. Hồi nãy toàn trồng trong đó một cây nữa đó. Mình thí dụ mình trồng cái mô nhỏ như nè, tại vì cái vê này còn đang lớp nè, thì hai miếng này là 2 mét, nhưng mà mình thâu vô tầm khoảng là 3 tấc ngoài được rồi, vì đó mình trồng cũng không có hao giá thể nhiều. Thời gian sau tầm khoảng 3-4 tháng hoặc là 4-5 tháng gì đó, mình sẽ mở những cái cọng dây rút này ra, mình sẽ bung ra, mình vô giá thể mới thì cây mai của mình nó sẽ phát triển mạnh hơn và tốt hơn ha. Đây, Toàn cho tủ gom vô. Các cô chú anh chị các bạn thấy video của Toàn hay và hữu ích đó, thì hãy xem xong tặng cho Toàn một like và một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ để ủng hộ tinh thần và động lực cho Toàn ha. Để đầu Toàn có tinh thần ở những video tiếp theo và nhiều ý tưởng hơn để phục vụ cho quý cô chú anh chị các bạn mình ha. Rồi thì ba cây Toàn đã trồng xong, hồi nãy Toàn trồng một cây nè, Toàn định trồng hết luôn rồi nhưng mà chừa lại hai cây, chừa lại hai cây cho cô chú anh chị các bạn mình xem á. Thùng này nãy Toàn tứ cũng được 3 cây nè. Cái này nắng cái mình tứ buổi chiều ha. Buổi sáng tứ sương sương lại, tứ cho nó tan cái sương muối á. Còn cái chỗ này, khu vực này tới mưa nhiều á, cái Toàn trồng giáp luôn. Cây này chỉ mới đây thôi mà nó mau lớn, cây này được rồi Toàn cũng có quay vài lần nè. Dạ rồi, tiếp theo sau đây Toàn mời cô chú anh chị các bạn mình xem cái cây mai mà Toàn tạo cái hình thú ha. Mấy cái nhỏ này nữa Toàn trồng nho thân gỗ. Mua cũng mấy cây bự bự. Đây. Cái này Toàn chưa có bấm tược ha. Đây. Cái này hình thú mà nó hơi ngắn quá, cũng dài chừng gan ra ngoài phải chừng 2 tấc. Rễ này Toàn chẻ cũng khoảng 2-3 tháng rồi nè. Rễ này rễ bự ha, trước Toàn chẻ nó bự hơn ngón tay cái của Toàn nữa. Cái rễ này nè nó chỉ có một rễ thôi mà Toàn chẻ làm hai để tạo hai cái giò hai bên nè, rễ nó ra đây nè, 2-3 cọng nè. Ở đây thì Toàn nuôi đây cũng mới rễ nữa nè. Đó. Nguyên một nùi trắng này luôn. Đây, cây này thì nó hơi quái tí xíu ha. Đây cái giò nó mà giò này nhỏ quá, mình tạo hai cái giò bên đây. Đó. Rễ bự thì mình làm nó lâu lành lắm. Đó. Lúc trước Toàn đưa cây này vô đây nè, giờ Toàn rút ra này, bên đây nó hở nè. Đó. Đây thì Toàn cũng còn một cái con thú nè, chân này nè, cái con thú này nhìn mấy phê nè. Đó, thú này đang lên xù nè, đang lên xù rất là mạnh. Chân này này Toàn làm nữa, Toàn làm cái đuôi nữa, chừng nào mà nó bự nó liền vô cái Toàn đưa cái này ra đây để Toàn làm cái đuôi cho nó ha. Mấy cái tược như này mình để cho nó bự bự đi, tại vì cái này Toàn
Ấy cái lá ra để toàn dễ quay á. Đây cũng có cái rễ toàn trẻ trước đây nữa nè. Đó, ở đây thì nó ra cái tược nè. Đó, lúc trước thì nó không có cái tược này. À, từ khi mà toàn trẻ rễ này ra thì chỗ này nó ra cái tược. Đó. Còn trồng ở đây một cây mai nữa. Trồng cũng 2 tháng à. Còn cái rễ này toàn trẻ cũng 3 4 tháng à, nhưng mà nó kéo ra nó hơi lâu chút xíu thôi. Mình nhưng mà nó từ từ nó cũng lành lại hả. Đó. Nhưng mà nó lũa ở phía bên trong, nó lũa thời gian sau thì nó cũng lành lại mà cũng hơi lâu à. Khoảng tầm năm mấy á. Cái này cái lưng nó dài được tắt ngoài. Dạ rồi cô chú anh chị ơi. Thì hôm nay toàn có giao lưu 5 cây mai sứa rễ giao lưu tại vườn, rất rất mong cô chú anh chị các bạn mình ủng hộ ha. Nhà toàn xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Trước khi dứt lời nói trong video, toàn xin gửi lời chúc sức khỏe và thành công may mắn gửi đến tất cả cô chú anh chị các bạn gần xa trên mọi miền đất nước rất là nhiều ạ. Toàn xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Sau đây toàn hẹn cô chú anh chị các bạn vào những video tiếp theo. Bây giờ bye bye.